Lời nói đầu tiên này Tuấn xin kính chúc các chú anh chị các bạn lời yêu thương bên gia đình và hạnh phúc nha. Đến với kênh Phan Thiết Âm Thực Vlog thì hôm nay Tuấn ra được Nguyễn Tất Thành. Thì nghe nói em ấy cũng mới mở, nhưng mà cái công thức gia truyền của em ấy là từ xưa giờ bạn, cha sanh mẹ đẻ truyền lại. Đây em mới mở được tháng bạn. Thì món coi như đây là có bún chả Hà Nội là mọi người biết rồi nè, có bánh cuốn chả Hà Nội luôn. Lời nói đầu tiên thì Tuấn rất là cảm ơn mọi người qua xem video, nhớ chỉ là chia sẻ cho mọi người rồi ủng hộ cho quán của em ấy nha. Đó, không gian quán thì đây là mọi người biết là đường Nguyễn Tất Thành. Đó, đối diện dưới nhà coi như là Rạng Đông rồi, thấy không, group nè, rất là gần luôn. Và bên này là một người cái hướng chạy ra ngoài biển Đồ Dương. Đó, biển Đồ Dương mọi người rất là thoáng mát. Hôm nay Tuấn vô đây và ăn ủng hộ cho quán này mấy là coi như món gia truyền rồi, review cho mùi xem món gia truyền ở Hà Nội như thế nào, ở đây là công thức như thế nào mọi người. Mình sẽ vô mình sẽ hỏi cho mọi người xem rồi. Đây mọi người thấy không, thịt này mấy ướp rồi, nướng thơm mà. Đó, cái món này món gia truyền thì mọi người biết là rất là lâu đời từ xưa ông cha ta để lại mà. Nhưng mà cái món này là món gia thịt gì em? Dạ, cái này là thịt miếng. Thịt miếng hả? Dạ, em làm là thịt nạc vai, mà nạc vai trên đó. À, nạc vai trên đó hả? Thịt miếng bắt đầu mình là ướp. Mình cắt ra, cắt mỏng mỏng ra ướp hả? Xong mình ướp. À. Đây em nướng. Còn cái này là thịt xay hả hay sao? Dạ, đúng rồi, cái này thịt xay hả? Trời ơi, thơm quá mọi người. Đứng bên mày máy nướng mà lấy quạt 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 thơm, bốc mùi thơm chịu nói luôn. Nói mọi người thật sự với mọi người nói ha. Xấu hổ chứ thật sự miệng chảy nước miếng luôn mọi người. Thơm quá. Đó. Sáng là em có hai vợ chồng bán à hay sao? Dạ đúng rồi, em có hai vợ chồng bán à. À hai chồng bán hả? Bạn thấy đây sáng là máy bán ở đây rất là phải thoáng mát. Mọi người có đi tắm biển rồi ghé, hoặc là ngày lễ rồi, hoặc là ngày chủ nhật cuối tuần dắt ra đây bạn ăn, giúp giùm cho em ấy rồi ủng hộ cho em ấy nha. Món gia truyền rồi bạn thấy nè, bánh cuốn chả Hà Nội là bún chả Hà Nội rất là tuyệt vời đó. Thì lời nói đầu tiên hôm nay Tuấn rất là cảm ơn mọi người qua xem video, nhớ chỉ là chia sẻ mọi người rồi ủng hộ cho quán em ấy bạn. Trời đứng chỗ mà nghe mùi thịt nó nướng thơm quá mọi người, chảy nước miệng luôn. Đó, không gian thì đây mọi người thấy thoáng mát quá. Bây giờ thì nói đi lại thì mình vô đây mình sẽ ăn bánh cuốn chả Hà Nội nè. Trời ơi ngon chưa? Đó, công thức gia truyền nè mọi người nè. Bấm đồ, có chả nè. Rồi ăn đây là y bài luôn, có rau sống rồi, tuyệt vời chưa? Wow. Đây mọi người, bánh cuốn chả Hà Nội. Ôi, quá thơm luôn rồi nha. Rồi giờ mình sẽ review cho mọi người xem món ăn gia truyền Hà Nội nè, công thức rồi ướp thịt rồi thơm như thế nào, cảm nhận ăn như thế nào nữa. Đây là nước mắm nè, mọi người thấy nước mắm là nước mắm giả là công thức mắm giả. Thì thịt mấy bỏ vào đây, thịt lát với thịt y như mình là thịt xay nè. Trong này là có nước mắm giả, tỏi, củ cà rốt. Rồi cái món trắng trắng này là gì, đu đủ hả? Su hào bằng đu đủ hả? À, thường quá mọi người. Đó, ngon không? Để ăn kèm đây thì mọi người thấy có bánh ướt, bánh gọi là bánh cuốn mà, bánh cuốn nóng á mà, cuốn nóng nè, có hành phi rồi thơm. Trong này có món là mọi người thấy có tỏi không? Tỏi ngâm nè bạn. Đó, ai muốn ăn tỏi ngâm có tỏi ngâm luôn. Đậu sống thì mùa hè nóng đực thì mọi người thấy ăn qua đậu sống mùa hè nóng đực. Có đậu sống ớt luôn mà. Ở ớt xay nè, ăn cay bỏ thêm xay vô đây. Bỏ vô đây nha mọi người. Bỏ thêm vô đây cay nè, hả, nó cay cay lên ngon, phải không? Đó. Thì mọi người biết không gian quán quê mấy thì đường Nguyễn Tất Thành, đối diện với Rạng Đông, nhà của Rạng Đông đang xây nè mọi người thấy không? Đó, nhà cao ốc thì đang xong, phải không? Công trình đang xây. Thì bên này là quán quê mấy. Thì hôm nay Tuấn giới thiệu về những món ăn vỉa hè Phan Thiết của mình rồi cho mọi người xem rồi, những món lạ rồi. Bún chả Hà Nội thì mọi người biết cái công thức là mỗi người làm có mỗi cái hương vị như thế nào, là mỗi người cách làm như thế nào. Thì hôm nay Tuấn sẽ giới thiệu cho mọi người xem cái món thịt ướp, ướp với cái mắm là ngon như nào mọi người.
Ở đây khác với nước mắm với bằng thiết mình nha. Đây là em mới giả, thấy nấu nước sôi lên rồi bỏ muối với nước mắm vô lên đây, ngon. Trời ơi, muốn mắm thơm quá. Rồi bây giờ mình sẽ xin phép mọi người nha. Hello, chào cả nhà. Em làm nước mắm cho nó nóng. Thôi được rồi đây, không sao đâu. Lời nói đầu tiên thì hôm nay Túng xin chúc mọi người một ngày vui vẻ, bên gia đình và hạnh phúc nha. Hôm nay Túng ra ngoài đường Nguyễn Tất Thành quay một review cho mọi người xem món ăn vỉa hè Phan Thiết của mình. Ở đây là bún chả Hà Nội với là bánh cuốn nóng Hà Nội. Thì mọi người biết đây là những món bánh mà gia truyền mà. Em ấy là nói cái miếng món này là món gia truyền thời ông cha ta truyền lại cho mình. Hôm nay Túng giới thiệu cho mọi người xem món ăn vỉa hè bánh cuốn nóng gia truyền. Ngon mà mùi. Trời ơi thơm quá mọi người. Mọi người thấy món bánh cuốn nóng thì ở Phan Thiết mình thì kêu gọi là bánh ướt á mọi người ạ. Ở đây thì bánh ướt. Bánh ướt nha. Thì ở ngoài Bắc thì kêu đây là bánh cuốn nóng. Thì làm đây là nước mắm gia truyền là còn nước mắm giả bạn. Ở mỗi nơi có mỗi cách làm. Ở đây có củ cà rốt với đu đủ nè. Thịt rồi chả rồi mấy nướng mà bỏ vô đây. Bỏ nó thơm mọi người. Cái mùi thịt mấy ướp bạn biết không? Rất là thơm luôn. Nghe mùi rất thơm. Nghe mùi nước mắm với thịt ướp bay lên rất thơm. Nhầm miếng tỏi bỏ đây bạn. Này thì có mắm này mấy giả rồi, bây giờ mình bỏ tỏi đây nó ngon không lâu mình đi ra đường mà mình ăn tỏi rồi mọi người thấy ăn tỏi rồi nó chống cảm cho mình rất là nhiều rồi. Thì đây là ăn thì kèm với bánh nước bánh cuốn nóng bằng bỏ vào đây chấm giả đây nó ngon quá mọi người. Thì công thức thì đây có thịt xay nè bạn, thịt vịt xay á ướp gia vị, thơm quá. Xay, nó đây trong có miếng thịt lát nè, thịt này lát này mấy lát ra bắt đầu nướng cũng ướp luôn mà, ướp gia vị rất là thơm, mùi thấy ngon. Hồi nói không mà mọi người biết cái tô nước lèo này với nước mắm này bạn, thịt bỏ bay mùi thơm quá. Bây giờ mình xin phép và mời cả nhà nha, giờ bỏ bánh vô đầu giờ mình ăn. Công thức như thế nào mọi người? Mắm vừa ăn luôn mọi người. Bỏ bánh vô đây là uống vừa ăn luôn. Ai ăn rau sống thì bỏ vô. Kèm rau sống mọi người. Con rau sống mình bỏ vào rồi ăn mùa nắng nực mùa hè này mình ăn cho nó mát chứ. Ở đây một tháng 30 ngày thì em ấy không có nghỉ người nào mọi người. Chung bán với mấy mới bán thôi. Thì không gian quán thì mọi người thấy là không gian quán thì rất là rộng rãi thoáng mát. Từ qua quán mấy là mọi người biết là đường Nguyễn Tất Thành đối diện với nhà cao tầng của Rạng Đông Group bạn. Này là thịt mình xay ra mình ướp nướng em. Dạ đúng rồi anh. Và mình là thịt xay. Xay ra xong rồi mình ướp gia vị rồi mình nướng. Còn thịt lát nữa. Thơm quá nha. Quán này mình mở được bao lâu em? Dạ em mở được hơn 1 tháng rồi. Hơn tháng hả? Dạ. Là đây mình bán coi như là bún chả Hà Nội với bánh cuốn chả Hà Nội. Dạ, à. Đúng rồi anh. Mình món gì thì thấy đều chứ gia truyền luôn hả? Dạ, đúng rồi. Công thức gia truyền luôn hả? Ngày xưa nhà em là nhà em làm ở trên chợ Phú Thủy á. Dạ hả? Xong rồi bây giờ thì với mẹ em nghỉ rồi bây giờ em lên em làm lại. Con nghĩ là mẹ truyền là con nói hả? Dạ. Thường ha. Hồi xưa là bán chợ Phú Thủy, bây giờ bà chuyển lên đây. Nhà, bây giờ mẹ với dì em vẫn còn đang bán đồ trên chợ Phú Thủy á. Rồi, ngon chưa mọi người? Này thì chạy máy ướp là thấm nướng bốc mùi thơm quá. Đó, ở đây sáng là mình bán tầm mấy giờ em? Dạ, 6 giờ là em bán rồi. Em bán 6 giờ hả? Đến 1 giờ trưa. Là tới tháng 30 ngày là mình có nghỉ ngày nào không? Dạ, không anh ạ. Không nghỉ ngày nào luôn? Em không nghỉ ngày nào. Nói chung là bằng việc và gia đình là mệt mỏi nghỉ thôi chứ còn không có rầm mùng một đấy ha. Chuyện gia đình hay là vợ con thì con cái ở đấy thì em mới nghỉ thôi à. Chứ rầm mùng một là vẫn bán luôn ha. Dạ. 30 thì em bán hết.
Đấy, mọi người thấy em ấy bán bún chả Hà Nội với bánh cuốn chả Hà Nội gia truyền luôn mọi người. À, là đây em ấy nói là như là từ xưa mẹ cha mẹ truyền lại cho mọi người. Các bạn biết những món gia truyền rất là tuyệt vời nha. Thì hôm nay Tuấn qua bên đường Nguyễn Tất Thành bạn. À, thì đây là đối diện với gần bên hông nhà thi đấu Nguyễn Tất Thành, nhà thi đấu bên này nè mọi người. Về đây mình vô mình ghé đây mình sẽ ăn và ủng hộ cho em mấy bánh cuốn chả Hà Nội gia truyền luôn. Mà thì lời nói đầu tiên Tuấn rất là cảm ơn mọi người qua xem video, nhớ chia like chia sẻ cho mọi người rồi ủng hộ cho quán em mấy nha. Bán 30 ngày là ở đây quán không có nghỉ ngày nào mọi người. À, mình làm đổi hướng cái này lại cho nó thoáng mát mùi nè. À, mùi thấy ngon. Bún chả Hà Nội mà đây là mình ăn bánh cuốn nóng chả Hà Nội. Món chả này mọi người biết là ở Hà Nội làm rất ngon. Mình đi nhiều chỗ các bạn biết không, cái bánh cuốn này thì không nói rồi. Mình có món chả này nè. Món chả này là lại mấy ướp gia vị thơm. Ăn rất tuyệt vời mọi người. Quá ngon luôn mọi người. Nên nhiều lúc mọi người xem video nhớ lại sẽ cho mọi người ủng hộ cho quán này mấy nha. Mình sẽ cố gắng mình quay nhiều video mới, nhiều món ăn vỉa hè còn tiếp với mình rồi cho mọi người xem. Nhất là bên đây mình ra đường Nguyễn Tất Thành nè, mình ăn món bánh cuốn nóng chả Hà Nội review cho mọi người xem rồi. Có dịp mình đi ra ngoài biển tắm đồ ghé qua đây. Đường Nguyễn Tất Thành là bạn biết không, ngay nhà hát nhà thi đấu bạn đó, thì bán đây mấy gần đó luôn, chắc nhất được nhà thi đấu luôn. Nên nhiều lúc cái món ăn vỉa hè thì thấy rất đa dạng, thì chỗ nào cũng có quán có ăn hết ạ. Nhưng mà mỗi người có mỗi công thức làm mọi người không, bánh cuốn thì không nói nha, chứ còn cái cách ướp thịt cho bạn, cách ướp thịt với cái cách mà làm mắm này nè bạn, rất là ngon người. Cho nên các bạn biết là những món ăn mà vỉa hè thì rất đa dạng rồi đó. Thì Tuấn giới thiệu và review cho mọi người xem, nhiều lúc mình có đi dịp ra Phan Thiết rồi ghé và ủng hộ cho quán này mấy nha mọi người nha. Đó, ngon lắm rồi. Món chả này bạn, ướp gia vị thấm ngon. Đi ba không ơi. Wow. Thịt ướp rất thơm ngon. Ngon không? Ngon lắm. Bánh thì mình bỏ vô đây nước mắm nó thấm rất ngon hơn, để ra ngoài nó hơi lạc luôn mọi người. Bỏ vài cọng lá tía tô vào. Ở đây mùa hè bắt đầu tới rồi bạn, rất là nóng nực luôn. Thì không khí thì mọi người biết năm nay ở Việt Nam mình rất là nóng mà. Đi ở tỉnh nào cũng nghe nóng nóng hết rồi. Mà Phan Thiết thì mọi người biết không, không có thấy mưa mà trời nắng gắt luôn. Nhờ mà gần biển nó có gió bạn, gió hơi gió tí thôi mà vẫn nóng. Nhận cái cách ướp nước mắm gia truyền này mọi người biết không, rất ngon. Thôi cái miếng thịt rồi bạn, em ấy ướp thơm, nướng mà mình ngồi bên mình quay video mà nghe mùi bốc mùi rất là thơm luôn. Ồ, đã hả? À, ngon quá. Mọi người biết rồi mà cái bánh bún chả mà Hà Nội tại Hà Nội nha, gốc Hà Nội là cách đây đã không lâu mà hồi xưa mà tổng thống Mỹ Obama mà là ghé vào đó ăn mà bạn. Đó, cái món bánh bún chả Hà Nội này là Obama ghé vô đó rồi đặt tên luôn mọi người. Rất ngon. Nên ở Phan Thiết mình có mấy điểm bán rồi. Chỗ bán rất là cái mắm này mà gia vị làm mắm này, cách làm mắm này mọi người biết rồi,
công thức làm mắm gia truyền này khó, tay ai cũng biết làm. Như Phan Thiết mình thường nói là mọi người biết là giả, nó mắm giả là nhiều không? Mắm giả rồi ớt đỏ lên, tao lên nước mắm đỏ Âu à, mà ăn ngọt ngọt chua chua. Mắm này mấy ăn thì không có ngọt lắm, nó chung chua chua mà mặn mặn, rất là thơm. Toà, ngon lắm, trong miếng thịt ướp thấm. Wow, các bạn. Ngon. Còn quá mùi rồi. Cái bánh cái muốn món bánh này mọi người không? Nó chỉ bánh nước mình thôi. Nhìn nó ngon mà nhờ cái nước mắm với thịt bạc, thịt ướp á, nướng lên rất thơm. Wow, rồi xong rồi. Lời nói đầu tiên này Tuấn rất là cảm ơn mọi người qua trên video, nhớ chỉ là chia sẻ với mọi người ủng hộ cho quán này mấy nha. Bún chả Hà Nội, bánh cuốn nóng Hà Nội. Món này là bài mấy làm mắm gia truyền rồi, từ ông cha ta để lại, mọi người biết nó rất là ngon. Mắm đúng là làm chuẩn mọi người. Đây là đường Nguyễn Tất Thành, đối diện dưới nhà cao tầng của Rạng Đông mà, sát bên hồng với nhà thi đấu. Thì từ nhà thi đấu ra ngoài đường Đồ Dương thì tầm cỡ 300m thôi. Thì không có gì hơn thôi, giờ Tuấn xin phép mọi người nha, và chốt video và hẹn mọi người video mới. Chúc mọi người một ngày vui vẻ, gia đình hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha mọi người. Rồi bye bye mọi người nha. Nói chung thì cuộc sống thì mọi người biết là mà mỗi món ăn nó đều khác không ha. Ngon quá.